ជម្រាប សួរ បង ប្អូន អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ចុង សប្តាហ៍ ហើយ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ សាច់ គោ និង ពោះ គោ ទឹក ប្រហុក ឥឡូវ ខ្ញុំ កំពុង តែ ស្ងោរ ពោះ គោ ហើយ ចំណែក នេះ គឺ សាច់ គោ ខ្ញុំ សម្រស់ វា សិន ចាំ បន្តិច ទៀត ខ្ញុំ ដាក់ អាំង សាច់ គោ នេះ មើល ទៅ ពណ៌ ដូច ជា មិន សូវ ស្អាត សោះ បង ប្អូន hai mọc thì nhôm đạo việc cọ á, việc chỗ cọ mà xa rồi giờ lớn nhôm đạo việc lì mà mình. Ok, giờ lớn nhôm chập đam ăn tấm hai đường mặt tê làm bay phơi thực và học. Hai p đây nhôm có bốn trăm tấm. Hai nằm tay chân nhóm của chắp đầm rip chum bằng đai bằng đai bằng đai បងប្អូននេះគឺជាប្រហុកចិញ្ច្រាំហើយប្រហុកនេះមានចិញ្ច្រាំលាយខ្ទឹមលាយម្ទេសនិងគល់ស្លឹកគ្រៃជាច្រើនក្នុងនឹងហើយ bong bong mơ của chúng này đi thông thông ạ hay tức là o mình chèn
đời xa ngay ní nhau mọi miền cầm rốn thả phơ tật và học nâng nhằm tê chăng nhau mọi miền chi sọ miền tái sạc tâm ở một cuộc. Ok, lấy tật và học rồi rồi hai. Ok, lấy đọc về ăn sạch cô hai. Bọn phô nhâm xôm phạm phì vị thi muối. Đầm bay ai sạch cô dương tuân lõ. Bọn phôn ai bằng thaym prêng ô liều ối. Rư gặp prêng dương thoa mà đa bằng tích. Môn phê dương án. Việt vơ ai sạch nhâm tuân lõ. Mà hộp bị xe ngày ní miên sạch cô, phục cô, tức và học. Tà nọp cho môi bằng lai, miên tà sọ, bình phó, sạch lát. Bọn phô ôn chui comment mà nẹ môi mơ cụ ở trong nhà mày ớt. Ok, ọc con bọn phô ôn để bàn tôi xin à chăm chụp video đòi tiền. Thank you for watching, I will see you next video.